Xin chào các bác, em giới thiệu tiếp các bác cái chiếc nồi chiên không dầu. Một cái con nồi mà hình thức bên ngoài khá là đẹp, bên trong thì may so con này chắc cũng rất là ít dùng, còn rất là mới nhá. Con này thì em để mã số 9, em bán là 1,1 triệu. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại này nhé. Em đều có Zalo ở hai số này và hai kênh YouTube Giang Vũ Hoàng nhà hàng Nhật Nội Địa và kênh hàng Nhật Nội Địa hàng Nhật Vũ Giang, địa chỉ đúng anh Hà Nội. Các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé để cập nhật những clip mới nhất. Đây là một cái con nồi chiên không dầu này, thiết kế mặt trên nhũ khá là đẹp, hàng Nhật Nội Địa, điện 100V ạ, rất là đẹp. Con này sử dụng phím cảm ứng màn hình rất là dễ dùng các bác. Bên này là cái phím tăng giảm về thời gian đồng hồ bao nhiêu phút, tăng giảm nhiệt độ, cài đặt. Đây là menu nướng này, các loại nướng. Trong cái các menu này thì họ đã lập trình cho mình nhiệt độ có thể sẵn rồi. Đấy. Nướng cái bánh hay là nướng cái gì, nướng đùi gà hay là làm rán cá hay là rán đậu hay là bất kể một cái gì đó. Các bác làm bánh bông lan hay bánh gì cũng được. Hâm nóng thức ăn các kiểu, một cái nồi chiên không dầu không gây mùi quá nhiều cho cái gian bếp và không bị bắn bẩn. Trông sạch sẽ. Một cái nồi này nó đa năng luôn. Các bác nào chưa dùng thì mình dùng thử, mình trải nghiệm sẽ thấy nó thật sự nó rất là hữu ích. Thật sự rất là tiện. Đây. Con này thì về cái lòng nồi của nó hơi bị một hai vết các bác nhé, một hai vết nhỏ. Đây. Còn cái phần dưới này rất là mới cứng luôn. Mai so cũng rất là mới, gần như là dùng rất là ít, chỉ vài lần mai so còn trắng tinh luôn nhé. Rất là mới sáng đẹp. Có 1,1 triệu thôi là các bác sở hữu một cái nồi chiên không dầu của Nhật. Đây. Con này nó có cái nút này, cái này nó đẩy cái nút này. Và đẩy vào phát là nó trôi cái nút này vào. Đấy, khá là hay luôn. Phím cảm ứng. Đấy nhé. Menu ok, bấm chạy. Nóng ra em test ok rồi, điện 100V. Em bán 1,1 triệu, phí vận chuyển đi là 50.000. Phí ship 50.000 ạ, giá chưa bao gồm biến áp. Đấy. Nói chung là cái nồi chiên không dầu của nó rất là đa năng, dễ dùng. Nấu các bọt mà không phải dùng cái dầu mỡ gây hại sức khỏe. Đó là một cái ưu điểm thôi nhé. Dầu mỡ rất là hại sức khỏe đấy ạ. Cho nên là bây giờ người ta sinh ra cái nồi chiên này, các bác không cần phải lật hay đảo cái gì cả, rất là tiện, làm bất kể món gì cũng được. Đấy. Gia đình 3-4 người ăn bây giờ rất là đơn giản thôi. Cứ các món thì kể cả trẻ con cũng nấu được. Đấy, các bác là chốt chiếc này alo cho em nhé. Chào các bác.